Minh xin kính chào tất cả quý anh chị và các bạn đang xem YouTube trên kênh Shoptool Việt Nam. Cảm ơn tất cả anh chị và các bạn đã dành phút để theo dõi chương trình. Trong video này Shoptool sẽ giới thiệu với anh chị một sản phẩm mang thương hiệu Grossman được sản xuất tại Đài Loan. Và đó chính là cái thùng đựng đồ nghề rất là đẹp và rất là chắc chắn. Nào mời tất cả anh chị và các bạn chúng ta sẽ cùng nhau xem qua sản phẩm nha. Và đây là chính là cái thùng đựng đồ nghề mang thương hiệu Grossman mà sẽ muốn giới thiệu với anh chị trong cái video này. Giá bán của nó là 3.850.000 chưa bao gồm phí vận chuyển. Nào mời tất cả anh chị chúng ta sẽ cùng nhau xem qua sản phẩm như là khung cái hộp ra. Cái này sẽ mới nhập về có một cái thử thôi để giới thiệu với anh chị. Nếu có nhu cầu thì anh chị có thể mua cái này hoặc là khách hàng thì chúng ta có thể đặt. Tại đây là dòng sản phẩm mới về của Grossman. Nó cũng về chắc cũng có về mẫu hơn, nó không có nhiều. 3.850.000 cho một cái tủ đồ nghề. Đây là cái tủ đồ nghề, nó nặng 23 kg 9. Đó, nó nặng tới 23 kg 9 rồi. Tủ đồ nghề này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nha. Chúng ta sẽ cùng nhau xem. Rồi, ở đây chính là cái thùng đựng đồ nghề của Grossman, quá đã, có khóa tủ luôn. Ở trên đây là bịch này, chúng ta sẽ cùng nhau kiếm cái chìa khóa nằm ở đâu. Đây bên hông, hông nó có kẹp chìa khóa. Chị nhìn thấy cái tủ rất là đẹp luôn, rất là chắc chắn. Nó có 1, 2, 3, 4, 5 và 6 ngăn. Trong đó 3 ngăn nhỏ ở trên và 3 ngăn lớn ở dưới. Nhìn thấy là rất là đẹp. Đó, sơn tĩnh điện bằng tôn, sơn tĩnh điện. Rất là chắc chắn, rất là đẹp luôn. Rồi chúng ta sẽ cùng nhau xem bên trong. Đây có cái chìa khóa. Khi mà khóa lại rồi thì rất là không thể nào lấy ra được. Rồi hiểu rồi. Thì ta sẽ phải mở trên đây trước. Rồi sau đó mới mở được cái phía dưới sau, cái này nó khóa ở đây ngăn trên. Xin nhắc lại với chị nha, cái này có 1 2 3 4 5 6 và cái ngăn trên đây nữa là 7. Khi mà khóa đây rồi thì chúng ta sẽ không có nào mở được trừ khi mình mở nắp này lên. Rồi sẽ mở dưới ra. Oh yeah. Cái tất cả các ray của nó chạy rất là nhẹ nhàng, rất là đẹp luôn. Đây là cho mình thêm gì đây? Phía trên nó còn cho mình thêm một cái ngăn này để chúng ta sẽ đựng đồ nghề, những cái tấm chắn để chúng ta ngăn trên đây ra. Bây giờ sẽ giới thiệu sơ với anh chị về tủ này, mà sẽ quay chi tiết hơn. Đây một ngăn nè, kéo ra rất là nhẹ nhàng, đóng lại cũng rất là nhẹ, đóng lại cũng rất là nhẹ nhàng luôn. Bản lề làm rất là đẹp. Đây một ngăn nữa,
thì tất cả những ngăn nó đều có lót quýt sẵn cho mình, để cho những cái đồ đạc mình đó khi để vô nó sẽ không bị chày, nó tiện ích của nó. Bây giờ Sơn sẽ quay từng ngăn một cho anh chị cùng xem. Khi cầm máy quay thì nó hơi nhức đầu cho nên mấy anh rất là thông cảm nha. Đây là ngăn trên, những cái ti nữa làm rất là sắc nét và rất là đẹp luôn, cực kỳ chuẩn. Này là bằng inox nè, ngăn trên đây nó cho mình thêm cái ngăn để xách đi, xách dụng cụ đi. Rồi đây là những cái ngăn chia, đây là những cái ngăn chia để chúng ta có những cái rãnh này đó. Mấy anh muốn ngăn như thế nào thì ở đây nó sẽ cho mình ngăn sẵn luôn, một cái ngăn, hai cái ngăn dài để ngăn dài phía này, và mấy cái ray ngắn để chúng ta ngăn dọc, nghĩa là hai ray ngăn ngang và một, và hai ray ngăn dọc. Mình sẽ mở ra từng ngăn một. Đây, bản lề của nó làm rất là chuẩn, nước rất là êm và nhẹ, nhìn bản lề cũng thấy rất là chắc chắn, xịn luôn. Giá 3.850.000 thật sự là một cái giá rất là hợp lý để mấy anh nào mà mê đồ nghề có thể mua về để mình trang bị cho cái chỗ làm việc của mình. Đây, đây. Đó. Tất cả các ngăn đều có lót mút hết, làm rất là kỹ và tỉ mỉ. Rồi, còn ngăn dưới. Và thật sự những cái tấm tôn này rất là dày. À, khi mình anh chị nào mua thì sẽ rờ tới cái thùng này trải nghiệm rất là thực tế. Tôn rất là dày và nhìn rất là chắc chắn. Hai cái tay quay sắt. Rồi, đóng nắp lại. Rồi hiện tại giờ shop em chỉ có một cái tủ đồ nghề 7 ngăn duy nhất này thôi. Anh chị nào có nhu cầu thì xin vui lòng gọi điện thoại hoặc Zalo số 082 39 78 258, hoặc đến địa chỉ 129/1/6 đường Hoàng Văn Thụ, phường 8 Phú Nhuận. Nếu mà cái tủ này hết thì anh chị có thể gọi điện thoại để đặt hàng. Nếu mà hàng Grossman vẫn có hàng thì shop em sẽ đặt hàng về và vẫn giữ cái mức giá ưu đãi như vậy. Một lần nữa cảm ơn các anh chị và các bạn đã dành phút để theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.